Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Hiện tại là Vi đang ở tại thành phố Richmond. Hôm nay là đi cái work cho khách, là đi cái work mà trước khi mà họ bỏ vách tường lên để mình kiểm tra coi thử nhà này có thiếu cái gì khi mà mình xây căn nhà, mình có upgrade những cái đồ bên trong thì coi thử là họ có bỏ hết vào chưa để trước khi mà họ bỏ vách tường lên. Thì khách của Vi không có đi được nên Vi đại diện đi giúp cho khách, rồi sẵn tiện video cho chị xem và muốn chia sẻ cái khu vực này đến với anh chị. Thì cái khu này là thuộc thành phố Richmond. Thuế ở đây là 2.8 chưa xin giảm, nhưng mà được cái đó là anh chị em nào mà thích nhà mà có hồ nước ở phía sau á thì ở đây còn rất là nhiều đất mình có thể xây nhà mà có được cái view hồ ở đằng sau, mà thuế 2.8 chưa xin giảm. Tiền HOA là 925 đồng một năm, em nhớ là 925 đồng một năm. Ở đây có hồ bơi, chỗ chơi cho các em nhỏ, và cái khu này mà mình đi ra highway á thì cỡ tầm 10 phút ở bên ngoài có rất là nhiều shopping center, có chợ, rồi có những cái nhà hàng, những cái chỗ mà mình mua sắm. Rồi từ đây mà mình đi khu Bel Air Việt Nam á thì cỡ tầm 30 phút. Khu Richmond thì rất là yên tĩnh. Ở đây thì họ cũng xây dựng rất là nhiều, nhưng mà có rất là nhiều anh chị em thích nhà mà có được cái view hồ đằng sau thì ở đây còn có rất là nhiều cơ hội. Ở đây có hãng Pulte và hãng Beazer. Thì căn nhà mà khách của Vi mua á là của hãng Beazer. Hãng này thì cũng khác so với những cái hãng mà mình hay xem video, tại vì cái hãng này á là họ xây chủ yếu là về tiết kiệm điện. Thì anh chị thấy là họ install cái foam insulation như thế này nè, là để tiết kiệm điện nè, trong vách tường rồi trên mái nhà luôn. Rồi hãng này có những cái khác biệt nữa thì em sẽ video chia sẻ với anh chị, là những cái mà họ có trong này standard mà mình không có cần phải trả tiền, thì anh chị hãy cùng nhau đón xem video này nha. Nếu anh chị em nào thích một khu vực mà thuế rẻ 2.8 là rất là tương đối, tại vì khu này mới mở thôi chứ không phải là mở lâu, nhưng mà 2.8 rất là tương đối mà mình được có cái view hồ đằng sau nữa. Anh chị em nào quan tâm khu này thì hãy cứ gọi cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Thì bây giờ mình hãy cùng nhau đón xem cái video này. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em nha. Hiện tại là Vi đang ở Richmond. Hôm nay là Vi cũng đi giúp cho khách hàng luôn, đi cái work mà trước khi mà họ bỏ vách tường lên. Đây là căn nhà mà khách của Vi xây với hãng Beazer. Thì mỗi hãng có mỗi cái khác nhau, nên sẵn tiện Vi muốn video chia sẻ với anh chị và video cho khách hàng xem luôn. Tại vì anh chị không có ở đây nên cũng video để chia sẻ sự khác biệt của Beazer với lại những hãng khác. Đây là ở phía trước căn nhà nè. Đó. Rồi cái driveway. Thì cái khu này á, họ cho mình cái option là mình có thể cộng thêm một cái gara nữa. Thì khách của Vi làm 3 xe gara. Đó. Rồi mình đi khám phá cái gara trước đi. Tại mỗi hãng họ làm mỗi cái khác nhau. Thì hãng này Vi thấy cũng có nhiều cái hay lắm nên muốn chia sẻ với anh chị. Thì hãng này là họ sẽ làm foam insulation, có nghĩa là họ sẽ xịt những cái foam này nè. Tại vì ở trong gara đó, họ không có nhất thiết là phải xịt hết mấy cái foam ngay đây. Nên chỗ này không có là bình thường, và trên mái nhà không có ở trên cái gara là bình thường. Đó, nhưng mà ở trong nhà á, và những cái vách tường ở phía ngoài á, là đều xịt hết. Gọi là foam insulation. Đó, đây, mình xem sơ sơ ở phía trong này đi. Đó, những cái vách tường này là có hết nè. Đó, rồi ở trên cũng có luôn. Đó, họ xịt rất là nhiều. Bây giờ mình khám phá ở cái gara trước. Cái đặc điểm khác biệt của hãng này và những hãng khác á là hãng này á họ sẽ làm cái đồ chạc cho xe Tesla hay là xe điện, là họ sẽ chạy cái dây sẵn luôn. Tại bình thường á, nếu mà làm cái dây này với những hãng khác á là mình phải trả thêm tiền. Giống như Vi cũng đang xây nhà, cũng phải trả thêm tiền để mà có cái đường dây điện mạnh như thế này để mai mốt gắn xe điện, cái đồ chạc cho xe điện. Nhưng mà hãng này cái này là standard, không có cần phải trả thêm tiền. Đó. Rồi cái máy nước nóng á, là họ chưa có gắn vào, nhưng mà cái máy nước nóng này á, là loại lớn, nhưng mà cái loại 50 gallon. Và cái máy này rất là mắc tiền, tại vì á nó có thể chỉnh theo kiểu là mình xài cái máy nước nóng loại tankless cũng được nữa. Hoặc là mình muốn tiết kiệm điện á thì mình có thể chỉnh theo cái kiểu mà cái máy bình thường. Nó có ba cái chức năng khác nhau, thì mai mốt cái máy đó gắn vào thì Vi sẽ chia sẻ thêm chi tiết
Nhưng mà hãng này á thì họ dùng cái máy đó hình như là cỡ hơn 3.000 hay gì đó, mà 50 gallon, cái kiểu rất là mới. Và nếu mà mình làm thêm một cái gara xe ngay đây á thì họ cũng làm một cánh cửa ngay đây luôn. Cái đó là bình thường nếu mà anh chị xây nhà, làm thêm một cái trả tiền cho một cái gara kế bên á thì có cái cửa ở phía sau. Rồi cái miếng plywood này á, khác biệt nữa là cái hãng này á họ làm sẵn luôn cái đường dây. Anh chị thấy cái đường dây điện mà màu màu xám xám này không? Đó, nó sẽ chạy lên tới trên, lên tới mái luôn. Là cái ống đó là họ làm sẵn luôn, để khi mà nếu anh chị muốn muốn làm solar, muốn gắn cái hệ thống điện mặt trời á ở trên mái nhà đó, thì cái người gắn á họ có thể tới gắn trên mái nhà mình, xong rồi họ có thể bỏ những cái dây vô cái đường ống này là họ không có cần phải đục lỗ vào nhà mình nữa. Đó, cái ống này sẽ nối với lại cái ống này, rồi sẽ qua cái ổ điện chính của nhà mình. Đó, họ chạy dây sẵn luôn. Còn cái miếng gỗ này á là khi mà họ gắn cái cục điện á để hút điện thì phải vô ở đâu đó, ví dụ nếu dư điện thì vô cái cục pin ngay đây thì họ làm sẵn luôn. Đó. Còn cái ống này là ống ga, rồi ống nước. Hãng nào cũng có cái đó, chỉ khác biệt là hãng này có sẵn cái đường điện cho cái điện nhân tạo, điện mặt trời. Đó. Rồi mấy cái ổ điện này thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt hết. Đó. Nhà của khách Vi á, xây là nhìn qua phía bên kia là nhà người cousin luôn. Người cousin xây đối diện bên kia, có nghĩa là hai chị em đi bộ qua lại, mượn mắm, mượn muối, gì, mượn tiêu hành tỏi gì đó, rất là thuận tiện. Đó, xây nhà rất là vui. Anh chị em nào xây nhà thì cứ gọi cho em. Xây nhà rất là vui luôn. Đây là cái cửa trước nè, hồi nãy mình đi cửa gara. Thì ở phía trước á, cái mẫu này cũng có một cái mái hiên bên đây. Đó, họ sẽ lót gạch và đá lên. Cái giấy này á là chống nước nè, gọi là Tyvek. Tyvek. Đó, chống nước. Thì ở phía dưới á mình có gỗ nè, xong rồi họ bỏ cái này lên, xong rồi họ mới bỏ gạch lên để nước không có thấm vào. Đó, rồi bên trong á là những cái insulation bằng foam như thế này. Đó, họ xịt lên hết. Thì khi mà bước vào cửa đó, phía bên trái là mình có cái phòng làm việc ngay đây. Có hai cánh cửa đóng lại. Đó. Và hãng này á, anh chị thấy những cái miếng gỗ mà ở phía dưới nó màu xanh không? Là họ làm để cho cái này là để cho khỏi bị cái gì? Bị mối. Mối bị mối, giống như là cái này là treated. Gỗ này là treat rồi, có nghĩa là những con mối nó không có thích những cái gỗ này thì nó sẽ không có ăn vào đâu. Đó, thì mỗi hãng họ mỗi làm kiểu khác nhau, nhưng mà hãng này thì những cái miếng gỗ này là họ dùng những cái cây gỗ là không có dễ bị mối. Đó. Rồi phía bên tay phải á là mình có cái đường đi ra chỗ đậu xe. Rồi mình đi xuống chút nữa là mình có cái bếp ở đây. Đó, cái đó là cái pantry. Chỗ này là cái tủ thôi. Rồi ở đây là chỗ rửa chén và cái chỗ nấu, chỗ hút bên kia. Đó. Rồi ở đây để cái bàn, bên kia là cái phòng khách. Rồi hướng qua bên này á là mình có hai phòng ngủ và một cái nhà tắm. Với lại chỗ giặt sấy luôn. Đây là chỗ giặt sấy nè. Đó, giặt sấy. Rồi bên đây á là nhà tắm. Là có hai sinh. Rồi bên này là một phòng. Rồi bên này là cũng một phòng. Những cái vách tường bên ngoài á là họ đều xịt cái foam này để mà chống hít. Đó. Rồi đi qua bên đây. Chỗ này thì khách Vi có upgrade cái ba cái đèn ngay đây.
đó là họ cũng chạy cái đường dây sẵn luôn. Rồi qua bên đây á là cái phòng khách, khách Vi cũng trả tiền để mà làm cái ổ điện gắn ở đây nè, để gắn tivi á, làm sẵn luôn. Rồi những bốn cái bóng đèn ở đây cũng trả thêm tiền là họ cũng có gắn luôn. Thì cái quất này lúc nào cũng chủ yếu là những cái mà mình upgrade, mình trả tiền họ có bỏ vào cho mình không trước khi mà họ bỏ vách tường lên. Tại khi mà bỏ vách tường lên mà những cái này bị thiếu á là phải tháo vách tường ra rồi phải làm lại, rồi tốn nhiều thời gian công sức mà cái vách tường của mình nó bị trầy trụa. Dĩ nhiên là họ sẽ sửa, nhìn không có biết, nhưng mà sẵn tiện thì mình đi kiểm tra trước khi mà bỏ vách tường thì hay hơn đó. Rồi qua đây, qua đây là mình có cái master. Xong rồi bên này là có tấm đứng đó, cái tấm đứng này cũng rất là lớn. Rồi bên này hai cái sink, rồi walk in closet bên kia đó. Rồi cái toilet ở đây. Rồi qua đây á là mình có được cái patio nè, và khách Vi cũng trả tiền để làm cái đường ga ở phía sau như thế này đó, trả thêm tiền đó. Và các cái view hồ nữa, anh chị em nào mà muốn mua nhà mà có được cái view hồ nước như thế này mà thuế rẻ 2.8 chưa xin giảm á thì khu này còn rất là nhiều, thì cứ gọi cho Vi, Vi sẽ chia sẻ thông tin với anh chị. Đó, nhà ở đây là bốn mặt gạch và bên kia là người ta cũng xây dựng xong rồi kìa. Đó. Ở phía trước là cũng có người dọn vào ở rồi, nhưng mà ở đây thì họ xây dựng rất là nhiều tại vì ở đây còn rất là mới. Và phía sau này họ làm cho mình cái đường đi bộ nè, đó, tập thể dục.